Xin chào tất cả mọi người. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato đang có mặt tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa để thăm lại một công trình mà bên mình đã tư vấn thiết kế cho gia đình anh Phạm Văn Huệ tại nơi đây. Một công trình nhà vườn mái Thái mang phong cách trẻ trung hiện đại mà bọn mình đã thiết kế cho anh vào thời điểm năm 2019 cuối năm. Và công trình này đã được hoàn thiện vào khoảng tháng 8 năm 2020 nha mọi người. Thì nó đã được khoảng 3 năm rồi. Thì bây giờ sẽ mời mọi người vào bên trong để chúng ta cùng khám phá cái công năng cũng như là cái khuôn viên của công trình này nha mọi người. Ok, xin mời tất cả mọi người. Và đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ bộ với mọi người để mọi người có thể hiểu hơn về công trình này. Thì đầu tiên sẽ là khuôn đất của công trình. Thì tổng diện tích của khuôn đất của gia đình ở đây là rơi vào khoảng 900m² nha mọi người, chưa tính thêm những cái diện tích vườn ở xung quanh nữa. Thì tổng diện tích là về hơn 2000m² mọi người nha. Thì từ khi bọn mình về đây khảo sát thì công trình này có cái khuôn đất là với kích thước chiều rộng theo cái mặt tiền đúng không ạ? Cái mặt tiền theo sát đường ấy, là nó sẽ lớn hơn so với lại cái phần hậu. Công trình này bị bóp hậu nha mọi người. Thì bọn mình cũng tư vấn thiết kế đặt cái vị trí công trình gần cái vị trí trung tâm, làm sao cho nhất là phía trước chúng ta còn một cái khoảng sân nhỏ và phía bên hông đây chúng ta vẫn còn những cái khoảng sân cũng như là cái lối đi lại xung quanh công trình, ở phía sau đó là khu vực sân ướt. Thì các bạn có thể xem thêm tổng thể cái mặt bằng của công trình cũng như là cái công trình thực tế mà mình đã bay flycam đúng không ạ? Vị trí mình đang đứng đây chính là khu vực cổng hàng rào nơi mặt trước của công trình. Thì mình sẽ giới thiệu qua, thứ nhất là cái cổng, đây là cái cổng theo phong cách mái Thái, nó đồng bộ với lại cái màu sắc cũng như là cái phong cách của công trình. Hệ cột đây thì cũng được làm đơn giản đúng không ạ? Cái phào bên trên và được ốp bằng đá. Cổng thì cũng rất là phổ biến đúng không ạ? Cổng sắt sơn tĩnh điện thì cũng khá là bền đẹp. Cái hàng rào phía trước đây là hàng rào là con tiện sứ được sơn màu trắng sứ, kết hợp với vị trí bổ trụ và tường sẩy bên dưới, thêm một số cái đường phào khá là đơn giản đúng không ạ? Và hiện tại đã được khoảng 3 năm sử dụng cho mọi người. Thì tiếp theo là khu vực cái khoảng sân ở phía trước đây thì rất là hợp lý đúng không ạ? Chúng ta còn khoảng sân phía trước đây hoàn toàn có thể đậu đỗ ô tô đúng không ạ? Hoặc là một cái khoảng sân rất là rộng phía trước để cho các bạn nhỏ ở trong nhà có thể chơi xung quanh cái khuôn viên này. Và phía trước đây thì cũng để lại là những cái vị trí bồn cây. Mặt trước này các bạn thì thấy gia đình đang trồng thêm một số loại hoa ở khu vực ở bên hông đây. Các bạn thì thấy là có một cái lối nhỏ đi ra vườn đúng không ạ? Một cái hàng rào khá là nhỏ đúng không ạ? Để cái không gian nó được kết nối hơn. Đây, khu vườn rất là rộng đúng không ạ? Phía trước của công trình đây, nơi có một vị trí phòng thờ đúng không ạ? Đã được ốp cái gạch giả đá đúng không ạ? Và ngoài ra thì cũng có những cái phần được trồng cỏ rất là tự nhiên, kết hợp với lại cái thác nước róc rách nghe rất là bắt tai vui tai đúng không ạ? Những cái mảng đá tự nhiên cũng như là nhân tạo gia đình cũng đã xử lý khu vực này rất là hợp lý và rất là phong thủy khi mà nó nằm trước khu vực không gian phòng thờ đúng không ạ? Và bên hông của công trình đây các bạn thì thấy một cái khoảng sân rất là rộng, kết hợp với lại là có thêm những cái chia ra những cái ô để trồng thêm rau cũng như là trồng thêm cây gia đình yêu thích. Vị trí sảnh chính, sảnh phụ, khuôn viên sân đều được lát gạch đỏ hết nha mọi người. Khổ 40x40 thì cũng rất là sạch sẽ đúng không ạ? Đúng với lại một ngôi nhà vườn tại cái vùng nông thôn, rất là đẹp đẽ và xinh xắn đúng không ạ? Ơi, không để mọi người chờ lâu nữa thì mình sẽ giới thiệu với mọi người về công trình này. Đầu tiên sẽ là kiến trúc của công trình. Thì các bạn thể thấy đây là công trình nhà vườn mái Thái, rất là trẻ trung hiện đại đúng không ạ? Và công trình này bọn mình cũng tư vấn thiết kế cho gia đình hai vị trí sảnh. Bên tay trái mình đây chính là khu vực sảnh chính của công trình. Và bên hông phần còn lại ở bên phải đúng không ạ? Đó chính là khu vực sảnh phụ của công trình này. Đấy, thì bọn mình cũng tư vấn thiết kế làm sao cho đạt được cái mức độ kiến trúc là được tốt nhất. Đó là tạo ra những cái hình khối được đẹp mắt bắt mắt ngoài cái công năng đi lại đúng không ạ? Chúng ta có thêm công năng đi lại vào trong công trình và tạo ra những cái hình khối và nó sẽ thể hiện nhiều nhất đó là cái phần mái. Ngoài ra cũng là cái vị trí sảnh cũng được rất là hầm hố đúng không ạ? Phần mái thì mình sẽ giới thiệu đầu tiên như là khu vực mái chính thì sẽ bao gồm là ba mái chữ A là chồng lên nhau cho mọi người. Thứ nhất là mái khu vực sảnh chính đây được làm theo cái phong cách là hệ vòm cong nhẹ nhàng đúng không ạ? Kết hợp với đó là cái đôi cột tròn đúng không ạ? Cũng có những cái đường phào tròn nhìn rất là mềm mại và uyển chuyển đúng không ạ? Đấy là cái phần hệ mái chính. Ngoài ra cũng có phần công sôn đỡ
Tiếp theo là các bạn có thể thấy là hai cái hệ mái phụ rất là điển hình của những cái công trình nhà vườn. Thường là sẽ mái chính, cái khu vực sảnh chính sẽ là hệ hai mái, đúng không ạ? Và thêm một cái mái của khu vực sảnh chính nữa được xếp chồng lên nhau. Và những cái phần độ dốc của mái đây cũng là đều được tính toán để làm sao cho nó tạo ra cái hình khối. Ví dụ những ngôi nhà to ấy, thì cái phần mái nó phải khác với những cái ngôi nhà mà vừa xinh xinh như thế này nha mọi người. Thì cũng có những cái phần hệ mái hắt. Phần tường ở đây thì được kết hợp với những cái đường chỉ âm nha các bạn. G phân tầng đây cũng được làm khá là đầy đủ đúng không ạ? Những cái đường phào hai cách nhau đúng không ạ? Hai lượt đúng không ạ? Và những cái ô thoáng đây được làm rất là đúng cách nha mọi người. Vẫn là những cái đường phào hình ô cửa sổ đúng không ạ? Và có cái phần khung sắt bảo vệ giúp cái khu vực mái được thông thoáng hơn rất là nhiều nha các bạn. Quanh vị trí cửa là những cái đường phào kết hợp với lại chỉ âm rất là hợp lý đúng không ạ? Ok, tiếp theo là đến cái phần bên hông này thì các bạn thấy những cái vị trí cửa sổ đều có mái hát hết nha các bạn. Thì mái ở đây được đổ bê tông như là ngói kết hợp với cái hệ công sôn. Cái phần G bên trên phần cổ mái đúng không ạ? Cũng được làm cao hơn là cái phần tường thu hồi được sơn cái màu xanh. Đúng với lại cái tông màu mà đã được thiết kế cũng như là cái màu mà anh Huệ yêu thích nha mọi người. Những cái đường chỉ âm chạy xung quanh hết nha các bạn. Và đây là khu vực sảnh phụ, thì khu vực sảnh phụ thường thì cũng sẽ làm với công trình nhà vườn mái thái sẽ được làm hai vị trí mái chữ A nha mọi người. Nhất là mái đỡ khu vực sảnh phụ là cũng được làm đồng bộ với lại mái chính. Rất nhiều công trình làm như thế này rồi. Thì các bạn thấy là tất cả công trình mà Kisato thiết kế thì những cái phần tường móng đây đều thiết kế là ốp gạch nhá. Thì các bạn có thể ốp gạch các loại làm sao cho nó phù hợp. Còn bọn mình thì hay thiết kế cái kiểu mà giả đá như này, nhìn nó vừa sang trọng, công trình thì nhìn nó cứng cáp hơn và đặc biệt là nó sạch sẽ, tránh cái tình trạng rêu mốc nha các bạn. Có thể thấy là khu vực sân này rất là sạch sẽ đúng không ạ? Ok, thì công trình này bọn mình cũng tư vấn thiết kế là sử dụng là cái hệ bậc ngũ cấp nha các bạn. Với một cái ngôi nhà vườn ấy, bọn mình cũng luôn là tư vấn cho khách hàng là cái hệ bậc ngũ cấp với cái tổng chiều cao là 0,75m để làm sao cho nó tôn cao cái chiều cao của công trình cũng như là cái vẻ đẹp của công trình. Nhìn từ xa chúng ta có thể đã nhận biết được công trình này rồi nha mọi người. Và ngoài ra thì với cái chiều cao từ cốt sân lên tới cái cốt nền nhà cốt 00 này 0,75m như thế thì nó cũng phù hợp với lại cái quy mô của công trình. Ngoài ra thì cái mùa hè hay là công trình lúc nào cũng là luôn thoáng mát cũng như là cao ráo nha mọi người. Nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái công trình xung quanh. Như mình để ý đây, ví dụ cái phần cốt nền nhà ở đây thì nó phải bằng cái vị trí cửa sổ hoặc là phải hơn cửa sổ của những công trình nhà cũ. Như thế thì nó mới hợp lý, vừa phù hợp với tương lai mà ở hiện tại thì mình cũng rất là hợp lý nha mọi người. Ok, thì bây giờ sẽ mời mọi người tham quan tiếp cái công trình này. Đây chính là khu vực sảnh chính của công trình. Thì khu vực phía trước đây cũng là để lại những cái vị trí và đặt những chậu cây rất lớn, những cái loài cây mà gia chủ yêu thích nha các bạn. Hệ cột tròn rất là điển hình đúng không ạ? Tiếp theo là cái hệ cửa. Hệ cửa ở đây là cũng được làm bằng gỗ lim rất là chắc chắn nha mọi người. Hệ cửa 4 cánh. Hay bình thường chúng ta chỉ cần mở hai cánh là đã đi ra đi vào rất là thoải mái rồi đúng không ạ? Khi mà cần nhà có khách đúng không ạ, chúng ta cần cái không gian nó rộng rãi hơn, chúng ta có thể mở hết bốn cánh này ra. Khuôn học đây cũng được làm rất là chắc chắn. Ở bên trên là cũng kết hợp với cái ô thoáng bằng kính nha mọi người, cũng rất là điển hình rồi đúng không ạ? Và cũng sang trọng. Và không gian tiếp theo giới thiệu với mọi người đó là khu vực phòng khách. Thì phòng khách của gia đình đây được tư vấn thiết kế với diện tích là 29m² nha mọi người. Và vị trí gần mình đây chính là vị trí là kê bộ bàn ghế bằng gỗ và đối diện là hệ kệ tủ vách cũng bằng gỗ nha mọi người. Và là tivi cũng như là bày trí thêm những cái đồ mà gia đình yêu thích, ví dụ như là anh có thể để hai cái bình rượu khá là lớn đúng không ạ, rồi loa đài, rồi những cái chậu cây đúng không ạ. Hai bên hông đây là những cái vị trí cửa sổ giúp cái phòng khách của chúng ta thông thoáng hơn rất là nhiều nha mọi người. Ngoài ra thì các bạn thể thấy là công trình này thì gia đình cũng ốp gạch lên rất là cao ở bên trên này, tránh cái hiện tượng là ẩm mốc cũng như là giúp đặc biệt là nó sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đây, khi mà chúng ta đi qua đi lại mà có chạm tay thì nó cũng không lên tới đây được đúng không? Rất là sạch sẽ, ngoài ra thì nó cũng sang trọng hơn rất là nhiều nha mọi người. Và tiếp theo thì phần nền đây cũng được làm bằng những loại gạch rất là sáng sủa đúng không ạ? Và phía giữa đây có một cái chiếu rất là lớn, trang điểm thêm cho khu vực phòng khách thôi.
Và bên trên trần cũng được làm khá là đơn giản, chủ yếu là những cái phào tạo ra những cái chiếu và sơn những cái màu sắc tô điểm thêm cho khu vực phòng khách này nó được lộng lẫy hơn một chút. Ok, thì không gian tiếp theo sẽ giới thiệu với mọi người đó là khu vực phòng thờ ngay bên cạnh, đúng không ạ? Cũng giới thiệu với mọi người thì khu vực phòng thờ này được tư vấn thiết kế với diện tích khoảng 10 m², thì đây là ban thờ của gia đình nha mọi người, ban thờ gia tiên. Thì cũng được bố trí vị trí ban thờ, hướng của ban thờ ở đây là theo hướng của sảnh phụ, nghĩa là vuông góc với lại sảnh chính công trình, cũng như là phù hợp với lại gia chủ nha mọi người. Và những cái vị trí cửa sổ đây, phần nền và phần trần cũng được làm khá là đồng bộ. Đây cũng có cái phần rèm hạc đây, giúp khu vực phòng thờ được riêng tư hơn. Đặc biệt những công trình nhà vườn, mà đặc biệt là gia chủ thường xuyên đi làm xa, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta về nhà, chúng ta sẽ thấy đầu tiên trước khi bước vào phòng khách này đã nhìn thấy ban thờ gia tiên rồi, thì cũng rất là ý nghĩa. Thì ở khu vực phòng khách đây cũng được trang trí thêm những cái bức tranh được thêu nhé. Thì không gian tiếp theo giới thiệu với mọi người là một phòng ngủ. Thì đây là một phòng ngủ mọi người có thể tham khảo nhé. Đây là phòng ngủ của cô con gái, con gái thứ hai, đúng không ạ? Thì phòng ngủ này với diện tích có 12 m² mọi người, thì cũng được bố trí giường tủ rất là đầy đủ, đúng không ạ? Đây là vị trí bàn học rất là gọn gàng xinh xắn, và không gian còn lại thì cũng rất là thoải mái, đúng không ạ? Vị trí cửa sổ đây ngay bên cạnh vườn của gia đình kết hợp với nền rèm, thì chúng ta cần cái sự riêng tư chúng ta có thể đóng được, đúng không ạ? Phần nền và phần trần thì được làm đồng bộ, chỉ khác là cái gạch lát nền nhỏ đi một chút rồi. Cửa thông phòng ở đây thì cũng được làm chất liệu là bằng gỗ nha mọi người, rất là ổn, đúng không ạ? Đây, khu vực này được cái hệ tủ vách thì được làm hết cả một cái tuyến tường như này nhá. Không gian tiếp theo đó là khu vực là bếp cộng ăn. Đấy, ý tưởng của anh chị là đầu tiên là khu vực này. Đấy. Nhưng mà hiện tại là anh chị đã sử dụng cái khu vực đằng sau, thì tương lai là sẽ làm vị trí bếp ở đây nữa. Còn hiện tại là đã đầy đủ thiết bị rồi. Và bàn ăn được thiết kế là 6 đến 8 người ngồi. Đấy, khi chúng ta có khách, đúng không ạ? Chúng ta giải đây là chỗ này cũng phải được 3 mâm rồi. Rồi ngoài phòng khách nữa thì chúng ta sinh hoạt trong nhà đã rất là thoải mái, đúng không ạ? Phần nền và phần trần được làm đồng bộ, đặc biệt là khu bếp thì đã được ô gạch rất là cao, đúng không ạ? Đấy, thì sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều. Phần tường xung quanh đây, đúng không ạ? Cái chân tường này ốp lát rất là cao. Và khu vực bếp này được kết nối với lại không gian khu vực sảnh phụ. Đấy, thì khi mà nhà chúng ta có khách, đúng không ạ? Thì chúng ta ngại thì chúng ta có thể đi theo không gian sảnh phụ này, chúng ta vào khu vực bếp nấu nướng rất là hợp lý, đúng không ạ? Vị trí cửa sổ đây thì bên hông này được làm bằng nhôm hệ đấy mọi người, để đảm bảo là cái thời tiết để chống chịu lại thời tiết rất là tốt. Và không gian tiếp theo ngay bên cạnh cái khu vực bếp cộng ăn đây là một phòng ngủ. Thì phòng ngủ này có diện tích lớn hơn một chút, thì đây là phòng ngủ của anh con trai lớn của gia đình anh Huệ. Thì phòng ngủ này được thiết kế với diện tích là 16 m² mọi người. Đây thì cũng bố trí là giường tủ đầy đủ, đúng không ạ? Vị trí bàn có máy PC luôn, rất là ok. Một vị trí cửa sổ nữa cân xứng đối xứng qua vị trí giường. Khi mình đứng ở đây rất là thoáng và mát rồi mọi người. Phần nền phần trần cũng được làm đồng bộ khá là đơn giản, đúng không ạ? Vì cái mức đầu tư thì nó cũng khoảng 8-900 thì cũng rất là ổn rồi, đúng không ạ? 8-900 ở đây là đã bao gồm cả hạng mục là sân cũng như là hàng rào với cổng một chút rồi nha mọi người. Ok, và không gian cuối cùng là ở khu vực ngoài này. Thì ở phía sau này chúng ta còn một phòng ngủ nữa nha mọi người. Thì đây là phòng ngủ của anh chị hiện tại là đang có người sử dụng, thì mình sẽ giới thiệu qua về diện tích thôi. Thì đây sẽ có diện tích là 13 m² nha các bạn. Thì vừa rồi các bạn xem phòng ngủ 12 đấy, thì phòng ngủ 13 thì cũng bố trí là giường tủ thì vẫn còn rộng rãi nhá. Thì đây là một cái không gian đệm nữa và khu vực nhà vệ sinh chung ở ngoài này. Thì khu vực nhà vệ sinh chung ở đây thì cũng được tách riêng công năng nha mọi người. Thì bên này là khu vực có bệ xí này, bên này là lavabo và tắm đứng, ngoài ra có đèn sưởi đã rất là đầy đủ rồi. Ta sinh hoạt tiện nghi trong cái không gian nhà như thế này. Bên trên thì có một cái phần gác lửng, chúng ta có thể để đồ cũng như là lỗ thăm mái ở bên trên mọi người. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã cùng với anh em mình khám phá về khuôn viên cũng như là công năng của công trình nhà vườn mái thái của gia đình anh Phạm Văn Huệ tại nơi đây. Thì mình hy vọng đây sẽ là một cái mẫu nhà vườn nhỏ xinh và rất là đẹp, đúng không ạ?
cũng như là phù hợp với rất nhiều gia đình ở nông thôn ở Việt Nam. Thì nếu mà các bạn cũng đang cần một cái đơn vị tư vấn thiết kế những công trình tương tự thì các bạn có thể liên hệ với bọn mình theo số hotline bên dưới để bọn mình có thể tư vấn thiết kế cho mọi người cái công trình của riêng mình, thể hiện phong cách tính cách của gia đình, điểm nổi bật cũng như là cái điểm khác biệt của Kisato so với những đơn vị khác là bọn mình luôn ứng dụng những cái công nghệ mới vào trong cái lĩnh vực thiết kế cũng như thi công của xây dựng. Ngoài ra bọn mình có rất nhiều trụ sở trên khắp 63 tỉnh thành. Ví dụ như ở Thanh Hóa đây thì bọn mình có trụ sở Vinhome Star City Thanh Hóa nhá. Còn ngoài ra thì có trụ sở ở Ninh Bình, ở Hà Nội, ở Đà Nẵng, ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Đồng Nai thì rất nhiều nơi có thể phục vụ khách hàng khắp 63 tỉnh thành. Ví dụ như ở Cẩm Thủy Thanh Hóa đây, một huyện miền núi của Thanh Hóa đúng không ạ? Nhưng bọn mình cũng đã thiết kế rất là nhiều ngôi nhà rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.